Xin chào quý vị và các bạn. Sự thật bất ngờ khi dòng máu chảy trong người của Việt Lâm lại là của Trần Gia, đồng nghĩa anh chính là cậu con trai thất lạc của ông Khánh suốt mấy chục năm qua. Thì ra mẹ của Việt Lâm từng là mối tình đầu của ông Khánh, nhưng khi đó vì không môn đăng hộ đối, gia đình ông Khánh không chấp nhận mối lương duyên này. Trong lúc ông Khánh đi công tác, bà mẹ ông tìm tới gây sức ép, buộc bà phải rời đi. Vốn là cô gái chân chất hiền lành, ba chẳng muốn là gánh nặng, càng không muốn vì bà mà ông phải đứng giữa chữ tình, chữ hiếu. Bà đã chọn cách âm thầm rời đi, không để lại dấu vết. Đúng lúc đó, trong bụng bà đang hình thành một sinh linh bé nhỏ, đó là Việt Lâm. Nhìn chiếc bụng ngày một lớn dần theo thời gian, bà tự nhủ bà sẽ trở thành mẹ đơn thân, sẽ nuôi nấng con nên người. Bà sẽ không bao giờ quay lại, bà sẽ chôn chặt hình bóng của ông trong tim. Người phụ nữ đẹp người đẹp nết như bà lại chịu thương chịu khó, nhanh chóng có được thiện cảm của tất cả mọi người. Và cô cũng lấy được trái tim của một chàng trai lương thiện. Người đàn ông đó không chỉ yêu thương bà thật lòng, mà còn xem con của bà như khúc ruột. Trái tim của mẹ Việt Lâm hồi sinh trở lại. Bà cùng ông nên vợ thành chồng. Cả hai tự nhủ, dòng máu trong người Việt Lâm sẽ là bí mật sống để bụng, chết mang theo. Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua. Cả nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Dưới bàn tay chăm sóc của mẹ, anh em Việt Lâm vô cùng yêu thương quấn quýt nhau. Thế nhưng ông trời thật khéo trêu người. Người đàn ông trụ cột trong nhà đột ngột lâm trọng bệnh và qua đời, để lại vợ và ba đứa con thơ. Một mình bà gồng gánh nuôi con, ăn học thành người. Cũng vì bị lao lực quá sớm, nên giờ đây ở tuổi xế chiều, bà mới thường xuyên đau ốm bệnh tật. Việt Lâm sớm ý thức được, anh phải có trách nhiệm lo cho mẹ và các em. Anh là chàng trai giỏi giang bản lĩnh, lại rất hiếu thuận. Quả thật nếu đặt Việt Lâm và Hải Đăng lên bàn cân để so sánh, thì chẳng biết ai hơn ai. Khác biệt duy nhất là xuất thân của hai người. Nếu Việt Lâm nghèo kiết xác, thì Hải Đăng là thiếu gia trong gia đình giàu có, nhà chẳng có gì ngoài tiền. Dòng đời xô đẩy để hai anh em Hải Đăng và Việt Lâm xích lại gần nhau. Khi cả hai đều đem lòng yêu hai chị em Minh Anh, Mỹ Anh. Nếu Mỹ Anh không phải là kẻ tham lam ích kỷ, không hàm danh hàm lợi, có lẽ họ đã trở thành người một nhà. Khi biết được dòng máu chảy trong người của nhau, họ sẽ thân càng thêm thân. Tiếc rằng đời không như là mơ, số phận của Hải Đăng và Việt Lâm, của Minh Anh đều sang trang do một tay cô nàng Mỹ Anh bày ra. Việt Lâm biết rõ bộ mặt xấu xa, bỉ ổi, của âm mưu thâm độc của cô nàng. Tuy không đủ dũng khí để nói ra toàn bộ sự thật, nhưng anh vẫn tìm cách giúp Minh Anh khôi phục trí nhớ, giúp mọi việc sớm trở về với trật tự vốn có của nó. Những ngày qua, thấy Mỹ Anh ngày càng manh động, càng đáng sợ, Việt Lâm túc trực bên cạnh anh. Hòng có chuyện bất trắc xảy ra, thấy con trai lâu rồi chưa về, mẹ anh lòng như lửa đốt, vội vã lên thành phố để gặp con. Thật tình cơ, Ngọc Vân cũng có mặt ở đó. Thấy mẹ Việt Lâm hớn hở, xen lẫn bất ngờ. Má, sao má lên mà không báo cho con? Má đi thế này thì bé út ai lo? Bà Mười khẽ cười, lâu lắm rồi con không về thăm má, nên má đến để thăm con, xem con thế nào. Còn con bé út, hôm nay thằng Thành xin nghỉ làm ở nhà trông nó. Ngọc Vân khẽ cười lễ phép, con chào bác ạ, con là bạn của anh Lâm. Con và anh Lâm xử lý một số việc, rồi mọi việc xong rồi, con xin phép đi trước, để bác và anh Lâm có thời gian trò chuyện cùng nhau. Dù mới lần đầu gặp mặt, nhưng sự bình dị, thân thiện, lại hiểu chuyện của Ngọc Vân khiến bà Mười vô cùng ấn tượng. Việt Lâm nhìn cô âu yếm, em tự về được không, hay để anh đưa em về? Ngọc Vân xua tay, em đâu phải là con nít nữa, anh ở lại với má đi. Ngọc Vân rời đi, bà Mười vô cùng tò mò về cô. Quả thật bà khao khát có cháu để ẵm bồng. Nhưng trước đây thấy Việt Lâm nặng lòng với Mỹ Anh. Lần đầu tiên về ra mắt, thấy Mỹ Anh là cô nàng chu ngoa, đanh đá, lại thực dụng, ích kỷ. Bà lo cho con trai sẽ khổ. Nhưng vì yêu, vì thương, vì tin vào con mắt nhìn người của con, bà cũng tác thành. Bạn đi một thời gian, không thấy anh nhắc tới Mỹ Anh. Bà cứ nghĩ cả hai đường ai nấy đi. Thì vào một ngày đẹp trời, Việt Lâm dẫn Mỹ Anh phiên bản hoàn toàn khác, nhu mì, hiền lành, hội tụ đủ công dung ngôn hạnh trở về. Biết được vụ tai nạn khiến cho bà thương cô vô cùng.
và muốn Việt Lâm và Mỹ Anh sớm nên vợ thành chồng. Nhưng bản năng của người mẹ, sự từng trải của người trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời, khiến cho bà đủ tinh tế để nhận ra trái tim của Mỹ Anh không còn hướng về con trai bà. Và bà cũng không còn nhìn thấy vẻ si tình trong ánh mắt của con. Giờ thấy người con gái khác xuất hiện trong nhà, lại thấy Việt Lâm tươi tỉnh, đầy sức sống, lòng bà như mở cờ. Bà vội hỏi, Việt Lâm à, cô gái đó là bạn gái mới của con à? Rồi bà thao thao bất tuyệt, thì mẹ chưa có nhiều thời gian tiếp xúc với con bé, nhưng mẹ thấy con bé là người tốt, mà con bé cũng yêu thương con. Việt Lâm gạt đi, má, cô ấy là sếp của con đấy. Hơn nữa, cô ấy là tiểu thư lá ngọc cành vàng, làm gì để mắt tới con? Nói ra những lời đó, anh có chút cay đắng. Có lẽ nếu anh giàu có, thành đạt, nếu gia đình bề thế thì mọi chuyện đã không ra cơ sự này. Mỹ Anh vẫn một lòng một dạ với anh, vẫn luôn đồng hành cùng anh, chứ không phải vì tiền tài danh vọng làm mờ mắt, để rồi đánh cắp thân phận của chị gái, trở thành dâu hào môn. Giờ khi không còn vấn vương gì với Mỹ Anh, anh nhận ra tình yêu chân thành mà Ngọc Vân dành cho anh từ lâu. Anh cũng biết cô là cô gái tốt, là người của gia đình, có được cô chẳng khác nào báu vật. Nhưng anh lại mặc cảm, tự ti vì hai chữ sang hèn. Anh nhìn mẹ rồi cười trừ. Ngọc Vân nhìn đơn giản dễ gần vậy thôi, nhưng cô ấy là con chủ tịch nên con đang làm việc đấy. Con mà có tình ý được với Ngọc Vân, sợ người ta dị nghị là đũa mốc đòi trời mâm son thôi. Bà Mười liền chen vào, thời đại nào rồi mà còn đặt ra mấy chuyện đó. Con của má là chàng trai ưu tú như vậy, tại sao lại không xứng đáng với Ngọc Vân? Con cứ mạnh dạn lên, mà tin là chỉ cần con và Ngọc Vân yêu nhau sẽ vượt qua được mọi khó khăn rào cản. Nghe má nói cũng có lý, hơn nữa là nhân viên lâu năm trong công ty, tiếp xúc với ba của Ngọc Vân, tiếp xúc với Hải Đăng, anh cũng hiểu. Tuy họ thuộc tầng lớp thượng lưu, có mọi thứ trong tay, nhưng gia đình Trần gia cũng như bao con người khác, chưa bao giờ cậy tiền, cậy thế tỏ vẻ ta đây. Rồi nhìn ông Khánh, bà Dung chấp nhận mối hôn sự của Hải Đăng và Minh Anh là đủ hiểu. Họ chưa bao giờ quan tâm vừa tới vai vế, xuất thân. Việt Lâm tự nhủ, có lẽ là do anh nghĩ quá nhiều. Để mẹ bớt căng thẳng, cũng như để bà hiểu rõ hơn về Ngọc Vân, anh cứ thế kể về cô trong ánh mắt rạng rỡ. Rồi anh không quên cho bà xem tấm hình của cô. Bà cũng mừng cho con trai vì tìm được người bạn đồng hành đúng nghĩa. Nhưng rồi bà khựng lại khi thấy Việt Lâm dừng lại ở tấm hình Ngọc Vân chụp chung với ông Khánh. Bà vội hỏi, đây là... Việt Lâm đáp, là ba của Ngọc Vân đó má. Ông ấy giỏi lắm, một tay ông ấy gây dựng nên tập đoàn. Dù đã gần 30 năm, ai cũng thay đổi rất nhiều, nhưng bà không thể nào quên được mối tình đầu. Trước hoàn cảnh trời trêu này, liệu bà có thể để cho cha con Việt Lâm và ông Khánh nhận lại nhau? Và ai cũng tiếc cho mối tình Việt Lâm-Ngọc Vân chớm nở đã vội tàn. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận. Xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút xem phim thật thư giãn và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại.